Xin chào anh em. Em ơi, cái tay mình đang là một quả bóng. Quả này cực kỳ ảo Macarada vậy ạ. Mình vừa mua về 10.000 nhưng mà không đá được vậy ạ. Đến quả bóng này mà chuyền cho Messi và Ronaldo chắc cũng đỡ bộ bóng hụt thuê nhỉ. Ảo kinh khủng khiếp. Anh em nhìn cái mặt của hai cái nàng này là biết là nó ảo như nào rồi chứ. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem là nó ảo như nào nhá. Let's go. Đây, mình sẽ thả thử số cho anh em xem nhá. Đấy. Thả trên một mặt phẳng mà nó lại tưng bừng anh em. Nảy từ đằng trước về đằng sau. Rỗi anh em nhìn thấy cái quả bóng nào mà nó ảo diệu như thế này. Anh em thử đoán xem tại sao nó lại như vậy. Đây, thử lại phát nữa nhá. Hai, ba. Đấy, anh em. Úi xuống. Đấy. Nhảy như kiểu nhảy lò cò luôn. Đấy, bóng bánh kiểu này đá đấm gì em thấy có bi diệu không? Đây nha, tôi anh em không tin tôi sẽ thử một quả bóng mà đủ tiêu chuẩn nha. Đấy, nó đứng yên tại chỗ này, nó nảy lên với cái quán tính rất bình thường. Đấy. Bây giờ thử lại thằng kia nhá. Đấy. Đấy, anh em đâu? Đấy. Này, không một theo một cái quỹ đạo nào rồi. Mà khi nó dừng bóng là nó cứ lắc lư như này. Đấy, anh em thấy có chán không? Đá bóng là quỹ đạo bay lung tung toàn đỡ hụt được. Đây anh em nhé, đấy tôi giữ nguyên một chỗ mà nó còn đủ ngang đủ ngửa này, không bao giờ nó nào yên một chỗ được, quá chán luôn. Đi mua được quả bóng 8.000 cứ tưởng là chủ cửa hàng bán rẻ, hóa ra thành lý cho đúng cái quả dưới đất hỡi này. Làm ăn đến đây có chán không? Bây giờ tôi sẽ xoay thử vòng tròn nhé, là nó như nhau. Ôi rồi đấy. Bá đạo hoạt gạo chưa? Đấy. Chó hết cả mặt. Trời, cái thể loại này quá ức chế rồi nhỉ. Quay lại phát nữa nha. Đấy. Đấy nhờ. Quá nặng luôn. Quay lại phát nữa nha. Đấy. Nó như kiểu bị nặng đi đâu ấy. Bây giờ tôi sẽ đá thử cho anh em xem nhé. Xem là nó như nào nhé. Đấy anh em ạ. Nó cứ lăn lung tung rồi, không biết được nào mà đá rồi nhé. Nó không đứng yên một chỗ để mà đá này. Quá chán này. Đấy, nó phải đứng yên này mới đá được. Quả bóng này là nó thiết kế nỗi anh ạ, sản xuất nỗi anh ạ. Này ra nó thành hình bầu dục mới ra cái nông nỗi này, quá chán luôn. Cuối cùng cũng đã được phát.